khôi hài, chuyện Barca bị Real Madrid cướp tài năng trẻ trong những năm qua, Barcelona thường xuyên bị chỉ trích vì khả năng chuyển nhượng kém cỏi của mình. Thậm chí họ còn bị chính Real Madrid chiêu mộ mất tài năng triển vọng bậc nhất câu lạc bộ. Barcelona, một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, tiếp tục bị chỉ trích với chính sách chuyển nhượng được xem là tệ nhất trong làng bóng đá châu Âu. Một ví dụ điển hình cho điều này là trường hợp của Jaume Mejadi, cựu đội trưởng đội trẻ Barcelona, người đã bất ngờ gia nhập kình địch Real Madrid vào mùa hè 2021. Jaume Mejadi, một tài năng trẻ sáng giá, từng được coi là tương lai của đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, theo lời kể của chính Mejadi vào năm 2023, anh đã rời Barcelona trong một tình huống đầy bất ngờ và không mong đợi. Barca đã nói chuyện với tôi và bảo rằng họ muốn tôi gia hạn hợp đồng, nhưng khi tháng 7 đến, tôi tự do và những người trong câu lạc bộ đã quên đi sự tồn tại của tôi. Không có cuộc gọi hay văn bản nào cả. Tôi nói rõ rằng tôi không muốn rời Tây Ban Nha. Lời đề nghị đến từ Real Madrid và đó là lựa chọn tốt nhất cho tôi, Mejadi chia sẻ. Kể từ khi gia nhập Real, Mejadi đã tỏa sáng ở những đội bóng mà anh được cho mượn, trở thành đội trưởng của đội U18 Tây Ban Nha, và hiện đang chuẩn bị khoác áo Nastic ở giải hạng 3 Tây Ban Nha, nơi anh sẽ đối đầu với chính đội Barca B. Dù đã cố gắng khắc phục tình trạng tài chính, nhưng Barca vẫn đang phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ lên tới 3 tỷ euro. Những quyết định sai lầm và chính sách chuyển nhượng kém cỏi đã khiến câu lạc bộ này phải đối mặt với tương lai không chắc chắn. Trong thời gian tới, Barcelona có thể sẽ phải bán thêm nhiều tài sản để xoay sở trong bối cảnh tài chính hiện tại. Những khó khăn này không chỉ là vấn đề tài chính đơn thuần, mà còn phản ánh sự suy yếu trong cách quản lý và định hướng chiến lược của một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới.